Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi đà tăng trưởng nhưng còn chậm và vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực. Tăng trưởng những tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước. Lạm phát được kiềm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ và kim ngạch xuất khẩu tăng khá. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm bảo đảm. Tuy vậy, kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục, tái cơ cấu nền kinh tế chuyển biến chậm, khó khăn trong sản xuất kinh doanh còn lớn và đang xuất hiện những khó khăn mới. Tình hình đó đòi hỏi cần có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi vững chắc đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực của đất nước, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đoàn kết nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Kính thưa Quốc hội, chúng ta đều đã biết tình hình ở Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với sự hộ tống trong đó có cả tàu chiến và máy bay quân sự bảo vệ, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, bất chấp cả những thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng và hai nhà nước Việt Nam, Trung Quốc. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. Đồng bào ta thực sự lo lắng và kiên quyết phản đối. Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, chia sẻ, tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc.